trong tương lai có phương thức nào tiếp cận khách hàng ngoài quảng cáo không anh? đó thì tôi vừa nói rồi, tôi chia sẻ rồi tức là chúng ta sẽ tức là trong cái trong cái mà, kỹ thuật về marketing nó có hai kỹ thuật cơ bản là chiến lược chiến lược kéo và chiến lược đẩy. Chiến lược đẩy là chiến lược mà ép mà dùng các hệ thống về khuyến mại rồi các hệ thống về chiết khấu rồi các cái hình thức về hoa hồng để ép vào các hệ thống phân phối, hệ thống bán hàng, hệ thống các đại lý để mà tiếp cận đến khách hàng. Đấy, còn hệ hệ thống kéo là hệ thống mà thường là, là là làm ở quy mô lớn và nó sẽ kéo sàng lọc và kéo những cái khách hàng có nhu cầu đến với chúng ta thế thì thế thì tránh quảng cáo đó nếu để tránh quảng cáo thì chúng ta phải tìm sang cái tư thế là 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 là, là khách hàng chủ động tìm kiếm đúng không nếu chúng ta không muốn quảng cáo thì chúng ta phải dùng làm sao để cho khách hàng chủ động tìm kiếm tìm thấy được chúng ta chúng ta có nhớ rằng là uh, cái trang uh, yahoo hoặc là ao ao uh, Aol ngày xưa tức là American Online và cái trang Yahoo ngày xưa là họ rất tự hào rằng là họ uh, khiến khách hàng dừng lại ở trên màn hình chủ uh, trung bình là bao nhiêu giây đấy. Bởi vì là trên màn hình chủ ấy là họ liệt kê rất nhiều những thứ quảng cáo rồi là các cái loại đường link cho cho, cho ai đó mà mà sử dụng internet từ khoảng độ 10 năm trước về trước nữa thì chúng ta sẽ thấy rằng là làm Yahoo là một cái công cụ là cái cái tiếng tinh tinh của Yahoo bây giờ đến bây giờ nó vẫn còn ám ảnh, đúng không? Rất là thú vị thế nhưng mà khi mà Google ra đời thì Google nó được lập trình bởi một người mà không có một cái trải nghiệm trước đó nào về cái vấn đề về 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 kiểu như là internet về những công cụ tìm kiếm và ông ấy ông ấy chỉ suy nghĩ rằng là tránh vì cái việc mà cứ bị ném thông tin vào mặt thì ông ấy muốn đưa ra một cái màn hình đến bây giờ Google vẫn suy nghĩ gì cái quan điểm như thế là sử dụng một màn hình trơn chỉ duy nhất có một cái thanh tìm kiếm đúng không ạ không quảng cáo không có nói cái gì cả à, sau đó khi xuất vào cái thanh tìm kiếm thì tất cả những cái gì mà thế giới đằng sau của Google bắt đầu mới hiện ra Đúng không? Thì đó là gì? Là thay vì cái việc chúng ta quảng cáo là công nghệ đẩy ném vào mặt khách hàng những cái thông tin thì chúng ta hãy để cho khách hàng chủ động tìm kiếm thông tin của chúng ta.